Hello, xin chào tất cả quý vị. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay thì Khánh Phương muốn làm một cái clip này để có một cái sự chia sẻ rất là chân tình, rất là thẳng thắn với tất cả quý vị, tất cả khán giả đã yêu thương và ủng hộ Phương trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thôi bây giờ Khánh Phương nói một cách ngắn gọn và xúc tích như thế này. Như quý vị cũng đã biết, trong mấy tháng vừa qua thì đã có rất nhiều những cái vấn đề ồn ào trên mạng, và tất cả những việc đó đều liên quan đến Khánh Phương, và có rất nhiều ý kiến trái chiều về những câu chuyện về Khánh Phương. Và ngày hôm nay thì Khánh Phương muốn, lần đầu tiên, có thể nói là lần đầu tiên trong suốt vài tháng qua, kể từ khi tất cả những cái chuyện nó xảy ra, thì đây là lần đầu tiên Khánh Phương chính thức là lên tiếng và có một cái những cái ý kiến chính thức với tất cả những khán giả. Có thể mọi người cũng đã rất là quan tâm và muốn nghe những cái điều gì đó, những cái tâm sự, những bộc bạch từ Khánh Phương. Thì ngày hôm nay Khánh Phương xin phép chia sẻ với tất cả các vị như thế này. Điều thứ nhất, đối với câu chuyện của Nhật Nam, Khánh Phương cũng như rất là nhiều bà con, cô bác, Khánh Phương cũng là một trong những nhà đầu tư của Nhật Nam. Quý vị nên nhớ nhé, Khánh Phương cũng là một trong những nhà đầu tư của Nhật Nam. Có nghĩa là vai trò Khánh Phương cũng giống như tất cả quý vị. Và Khánh Phương cũng có những cái thiệt thòi, những cái mất mát giống như quý vị, thậm chí là có thể nhiều hơn quý vị nữa. Đó là ý đầu tiên Khánh Phương muốn nói. Điều thứ hai Khánh Phương muốn nói là trong cái chuyện của Nhật Nam thì cái việc điều hành, quản lý, hoạt động, cách thức huy động vốn và cách thức đầu tư làm ăn như thế nào đó thì Khánh Phương chỉ được biết một cách sơ sài thôi. Và Khánh Phương không hề tham gia, không hề dính dáng, không hề tham gia, không hề liên quan trong cái chuyện mà hoạt động của công ty cũng như là cái vận hành của công ty. Và đó là điều quan trọng nhất, là Khánh Phương không liên quan trong cái câu chuyện của Nhật Nam về huy động vốn, tất cả các thứ Khánh Phương không liên quan. Và điều thứ ba Khánh Phương muốn nói là với tư cách là một người có liên quan đến Chủ tịch Vũ Thị Thúy thì Khánh Phương với trách nhiệm là một người công dân thì Khánh Phương sẽ phải phối hợp với cơ quan điều tra. Nếu mà cơ quan điều tra mà có mời Khánh Phương lên làm việc để lấy thông tin về những cái vấn đề liên quan thì Khánh Phương sẽ rất là hợp tác đúng vai trò của một người công dân. Khánh Phương sẽ hợp tác một cách hết mình và tự giác để phối hợp với cơ quan điều tra để cung cấp những cái thông tin cần thiết, thậm chí là mình có thể giải trình về những cái vấn đề liên quan của mình đến những cái người liên quan đó. Thì đó là trách nhiệm của một người công dân. Và Khánh Phương với tư cách là một người công dân, hơn nữa là một người nghệ sĩ, một người công chúng, thì hơn ai hết Khánh Phương chắc chắn sẽ làm điều này một cách gọi là tốt nhất có thể, với trách nhiệm cao nhất. Điều thứ ba Khánh Phương muốn nói là gần đây có một vài trang thông tin trên mạng, báo Lá Cải hay là nói chung là những cái kênh TikTok hoặc là fanpage nó không chính thức, thì đã đưa những cái tin nói chung là nó rất là dễ gây hiểu lầm. Gần đây thì Khánh Vừa được biết là tỉnh Lâm Đồng có đưa ra một cái quyết định là giống như là ngăn chặn giao dịch những cái tài sản của Khánh Phương thuộc cái địa bàn quản lý của tỉnh Lâm Đồng. Nhưng mà Khánh Vừa xin thưa là Khánh Phương chẳng có một cái tài sản gì ở Lâm Đồng hết, không có một cái tài sản gì ở Lâm Đồng hết. Và Khánh Phương cũng cảm thấy hơi khó hiểu là
vì sao các bác lãnh đạo ở Lâm Đồng lại đưa ra quyết định này, trong khi Khánh Phương chẳng có một cái tài sản gì liên quan hết mà lại đưa ra quyết định này. Khánh Phương cũng cảm thấy hơi hơi khó hiểu. Nhưng mà thôi, chúng ta không bình luận sâu, không bàn sâu về việc đó. Nhưng mà Khánh Phương chỉ muốn nói là Khánh Phương chẳng có một cái tài sản gì liên quan đến tỉnh Lâm Đồng hết. Và cái câu chuyện mà các bác các vị lãnh đạo đưa ra quyết định đó thì cũng không sao hết, nói chung là cũng không ảnh hưởng gì đến Khánh Phương cả. Và nhưng mà có một điều quan trọng hơn là có một vài cái trang thông tin đã dựa vào cái đó đưa ra những cái tip giống như kiểu là Khánh Phương bị cấm giao dịch vì liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt. Họ chỉ ghi như vậy thì nói chung là họ sẽ làm rất dễ gây hiểu lầm là Khánh Phương giống như kiểu là liên quan đến chuyện lừa đảo vậy, trong khi Khánh Phương có lừa được ai đồng nào đâu. Trong vụ án này, trong cái vấn đề này, Khánh Phương còn là người đang bị thiệt thòi nữa. Và những cái trang nó ghi như vậy, Khánh Phương không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà họ ghi như vậy thì là ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự, uy tín và cái danh tiếng của Khánh Phương. Khánh Phương đã có nhắc nhở, nhưng mà hình như là một số trang vẫn cố tình copy những cái đó, và thậm chí là vẫn tiếp tục ghi cái theo một cái tip mà để cho người ta hiểu lầm. Không biết là họ muốn gọi là câu view hay là cái gì thì Khánh Phương không biết, nhưng mà cái việc đó rõ ràng là nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến Khánh Phương. Nếu mà chúng ta đưa một cái tin nào, chúng ta dẫn một cái nguồn nào thì chúng ta phải ghi cho chính xác, ghi cho đầy đủ thông tin để cho mọi người có một cái nhìn và người ta nhìn nhận một cách đúng đắn vấn đề. Nếu mà chúng ta chỉ cần ghi thiếu một vài chữ hay là sai một từ một chữ thì đôi khi có thể là câu chuyện người ta sẽ có thể hiểu lầm và người ta sẽ hiểu theo một cái góc độ nó tiêu cực. Đó, thì Khánh Phương xin cảnh báo tất cả những cái trang thông tin, những cái báo lá cải hay là những cái trang mạng. Nếu tiếp tục như vậy, hoặc là nếu không xóa bài, hoặc không đính chính, không xin lỗi, thì Khánh Phương sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Và chắc chắn là mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì mọi người đã vì cái chuyện đó mà mọi người đã ảnh hưởng đến uy tín của Khánh Phương rất là nhiều. Đây là cái điều Khánh Phương rất là bức xúc trong vài ngày nay, và đến ngày hôm nay thì Khánh Phương bắt buộc phải lên tiếng để nói rõ về chuyện này. Và cuối cùng một điều nữa Khánh Phương muốn nói là hơn ai hết Khánh Phương rất đồng cảm với những nhà đầu tư đã có thiệt hại, đã mất tiền. Bởi vì sao? Bởi vì hơn ai hết Khánh Phương cũng là một nhà đầu tư, và ở một góc độ nào đó Khánh Phương cũng đang có những cái thiệt hại, đang có những cái mất mát của riêng mình. Cho nên Khánh Phương rất hiểu, và Khánh Phương xin đồng cảm với tất cả mọi người. Còn câu chuyện cuối cùng Khánh Phương muốn nói là cái việc Khánh Phương có lỗi, Khánh Phương sai chỗ nào thì sẽ có cơ quan điều tra, các cơ quan chức năng sẽ làm việc với Khánh Phương và điều tra, lấy căn cứ hay cái gì đó, họ sẽ xác minh là Khánh Phương có lỗi, có tội hay không. Đây là cái trách nhiệm của cơ quan điều tra. Còn Khánh Phương hy vọng là tất cả những cái cơ quan, những cái đơn vị truyền thông thì xin phép là hãy tôn trọng Khánh Phương và có những cái thông tin cho nó đúng mực để tránh gây hiểu lầm. Nếu như Khánh Phương đã nói, nếu như sai phạm thì Khánh Phương sẽ có luật sư và Khánh Phương sẽ không bỏ qua những vấn đề này, bởi vì nó ảnh hưởng quá nhiều với Khánh Phương. Không chỉ Khánh Phương mà ảnh hưởng đến gia đình của Khánh Phương nữa, ảnh hưởng đến danh tiếng của Khánh Phương nữa. Cho nên là Khánh Phương hy vọng là mọi người hãy tôn trọng Khánh Phương, hãy tôn trọng Khánh Phương và hãy suy nghĩ và hãy thận trọng trong những cái bài viết của mình, từng câu từng chữ nó phải chính xác một chút. Và
Lần cuối cùng thì Khánh Phương xin cảm ơn tất cả quý vị đã yêu thương ủng hộ Khánh Phương trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và hy vọng mọi người sẽ luôn có niềm tin với Khánh Phương và luôn ủng hộ tất cả những sản phẩm của Khánh Phương trong thời gian sắp tới, và hy vọng tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết, và tất cả những điều tốt lành sẽ đến với tất cả quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc mọi người cùng gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Bye bye.